Võ thần chúa tể thuyết minh tập 524-525, ha ha ha, kẻ này quả nhiên là đao đạo thiên tài, đối với đao ý lĩnh ngộ, không phải bình thường, đáng quý hơn chính là kẻ này Bini and Weel. không tệ, không tệ, ta chí tôn đao đế ưa thích. Một đạo ù ù ý chí tại vương khải minh não hải quanh quẩn, truyền lại ra nổ ầm âm thanh, đột nhiên, cái này chí tôn đao đế thanh âm bỗng dưng biến đổi, cái gì, kẻ này thể nội lại có gì ma tộc lít xít. Ngân sắc Lipsip, Không nghĩ tới vài vạn năm đi qua, cái này dị ma tộc cường giả vong ta đại lục chi tâm vậy mà không chết, đáng giận, kẻ này tất nhiên có thể bị dị ma tộc cắm vào xít, ắt hẳn là dị ma tộc nhìn trúng thiên tài, một khi trở thành chính thiên vũ đế, xít rất có thể sẽ thức tỉnh, đoạt xá kẻ này, khiến cho trở thành dị ma tộc tôi tớ. Ta chí tôn đao đế, quyết không thể nhường chuyện như vậy phát sinh, chúng ta tộc thiên tài há lại cho dị ma tộc điều khiển. Tiểu tử, ngươi xem tốt, bản đao đế truyền cho ngươi trí tôn đao pháp, chỉ cần ngươi đem bản đao đế trí tôn đao pháp tu luyện tới cực hạn, đến lúc đó nhất định có thể chặt đứt lipsit đối ngươi đoạt xá, đảo khách thành chủ, tương lai của ngươi như thế nào. Hết thảy thì nhìn ngộ tính của ngươi cùng thiên phú. Bất quá, nhục thể của ngươi còn có rất nhiều tỳ vết, cũng được, bản đao đế hay dùng lực lượng cuối cùng, thay ngươi đã thông kinh mạch, tẩy mau phạt tủy, thoát thai hoán cốt, cải tạo thành trong truyền thuyết đao thần thể A. Chí tôn đao đế ù ù ý chí quanh quẩn, tiến vào vương khải minh trong thân thể sức mạnh, trong nháy mắt bột phát ra. ầm ầm, vương khải minh chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ tiến vào thân thể của mình, trước mắt trong nháy mắt hiện ra vô số đao quang ảo ảnh, đao ảnh bên trong, một cái cao lớn bóng người hiện lên, tay cầm chiến đao, tràn đầy bá đạo ngạo tuyệt chi khí, hắn liều mạng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt, lại chỉ có thể nhìn đến một đoàn thân ảnh mơ hồ. Ở nơi đó vung vẫy chiến đao, mỗi một đao đều tựa như có thế chặt đứt thiên địa, chặt đứt thế gian vạn vật hết thảy, quanh, đồng thời, Vương Khải Minh trên thân bột phát ra khí tức đáng sợ, khí thế trong phút chốc tăng vọt, từng chui đáng sợ đao ý phóng lên trời, phản phất muốn bổ ra cái này thiên ma bí cảnh không gian, xuyên thấu vào tinh không vô tận, Vương Khải Minh hắn thế nào? Phát sinh cái gì? chung quanh U Thiên Tuyết bọn người thấy thế, mỗi cái kinh hải, tại này cổ khí tức đáng sợ phía dưới, nhao nhao lui lại, mắt trần có thể thấy, Vương Khải Minh cả người phản phất hóa thành một thanh hư vô chiến đao, chiến đao trùng thiên, mang theo chặt đứt hết thảy khí thế, ngang dọc tinh vũ, hơn nữa, Vương Khải Minh khí thế trên người, cũng tại kéo lên. Lúc trước vẫn là nửa bước vũ vương tột cùng hắn, vậy mà trong nháy mắt bước vào thất giai vũ vương cảnh giới, từng đạo ngang dọc vô địch đao ý bao phủ, che đậy hoàng vũ ha 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 nàng này không tệ thích hợp kế thừa bản cung chủ cửu thiên thần nữ đồ ta nguyệt thần cung rốt cuộc tìm được truyền nhân a à, trên người người này huyết mạch lại là bất tử thạch hóa huyết mạch hơn nữa công pháp 10 phần nghịch thiên dẫn đến huyết mạch chi lực cực kỳ thuần khiết mặc dù phẩm giai không cao nhưng tiền đồ vô hạn không tệ ta không chết lão nhân lấy không chết thiên kinh ngang dọc viễn cổ người này huyết mạch càng thích hợp bản tọa không chết thiên kinh không tệ, không tệ, chỉ ngươi. Ha ha ha, vậy mà nhường lão phu tìm được một cái nắm giữ tử vong minh hỏa huyết mạch người. Ta ám ảnh đế tôn, chính là thời đại viễn cổ người người biến sắc ảnh sát vương giả, viễn cổ một trận chiến, từng ám sát dị ma tộc ma quân mà chết, chỉ tiếc, một thân nghịch thiên tạo hóa, không người kế thừa, không nghĩ tới sắp chết đến nơi, lại còn có thể tìm tới thích hợp nhất bổn môn truyền nhân, trời cao đãi ta không mỏng. Kẻ này khí tức âm u, ta cửu u lão ma ưa thích. Tiểu tử, mặc dù ngươi tuổi tác cao điểm, nhưng thắng ở phù lão ma ta khẩu vị, chỉ ngươi. Rầm rầm rầm, kèm theo từng đạo hư vô ý chí truyền lại, giữa thiên địa, trong nháy mắt rơi xuống vô số kinh người khí tức, phân biệt chui vào u thiên tuyết, Lâm Thiên, Trương Anh, Hắc nô đám người thể nội, không chỉ là bọn hắn, còn lại Đại Uy Vương Triêu Thiên Tài, cũng là bị không thiếu viễn cổ cường giả còn sót lại ý chí nhìn trúng nhau nhau tiến hành truyền thừa, thật sự là bởi vì tại tầng trần dưới sự giúp đỡ, đại uy vương triêu chư đa thiên tài mỗi cái tư chất lạ thường, hơn nửa thiên phú kinh người, tuổi còn trẻ, liền tu vi bất phàm, khí vũ hiên ngang, dẫn tới rất nhiều viễn cổ cường giả ý chí ngấp nghé, thậm chí, có chút thiên tài, còn không hết bị một cái cường giả nhìn trúng, cuối cùng đi qua cạnh tranh sau đó. Những cái kia mạnh nhất ý chí, thì hoàng mỹ tìm được truyền nhân, đến đổi một chút yếu hơn ý chí, thậm chí ý chí bảo tồn cũng không hoàn toàn tàn phá ý chí, chỉ có thể tìm kém hơn một bậc thiên tài, nhưng cho dù kém nhất nhất đẳng tàn phá ý chí, trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt có thể giữ lại đến bây giờ, hơn nữa tại oan hồn khí quái nhiễu phía dưới còn có thể bảo trì nhất định bản tâm ý chí. Trước người của nó, cũng là viễn cổ trong nhân tộc cực kỳ nghịch thiên cường giả, cho dù là lưu lại còn sót lại một tia ý chí, thậm chí bởi vì không có ý thức tự chủ, dẫn đến không cách nào lưu lại truyền thừa, nhưng đi qua bực này ý chí tẩy lễ, cũng đủ để khiến những thứ này bắt triêu đất thiên tài cùng vũ vương nhóm thoát thai hoáng cốt, bộ mặt hoàn toàn đổi mới. Giờ khắc này, toàn bộ thiên ma bí cảnh các nơi, khắp nơi đều là khí tức đáng sợ bay lên, một sát na đột phá vũ vương thiên tài số lượng, ít nhất trên trăm, mà rất nhiều vũ vương cường giả tại tiếp thụ tẩy lễ sau đó, một chút tu vi yếu hơn vũ vương, nhao nhau đột phá một chút tu vi khá mạnh vũ vương, thì đồng dạng thu hoạch cực lớn, được ích lợi không nhỏ, đến nỗi những cái kia không có bị viễn cổ cường giả ý chí nhìn trúng võ giả. Tại trải qua khí tức như vậy tẩy lễ sau đó, cũng biến thành không phải bình thường, so với chưa từng tiến vào thiên ma bí cảnh thiên tài mà nói, tương lai trưởng thành lên thành cường giả xác suất ít nhất đề thăng mấy lần, mà ở thiên ma bí cảnh chỗ sâu, ma lệ thì hoảng sợ ngẩng đầu, cảm thụ được giữa thiên địa đáng sợ kia ý chí chấn động, nhịn không được tỉnh lại trong bình ngọc hờ vừa giờ ma quân. Ân, lại là viễn cổ nhân tộc cường giả ý chí, chuyện gì xảy ra? Những này nhân tộc cường giả ý chí có thể nào bảo tồn đến bây giờ, nhìn cái phương hướng này, chẳng lẽ là Hoang hồn tử địa Hờ vừa giờ ma quân thì thào, ngữ khí rung động, ngươi là nói, những khí tức này là viễn cổ nhân tộc cường giả võ đạo ý chí Không sai, nhưng cũng là một chút còn sót lại ý chí Hẳn là bởi vì một loại nào đó biến động mà bị phóng thích ra ngoài, xem ra là tại tìm truyền nhân, a, à, đã có nhân tộc cường giả ý chí chọn chúng ngươi, đang tại tới. Hờ vừa giờ ma quân khí tức lập tức chìm đắm xuống, toàn bộ bình ngọc trong nháy mắt trở nên cực kỳ phổ thông, sau một lát, quả nhiên, một đạo kinh khủng ý chí hiện lên ma lệ đỉnh đầu, ha ha, kẻ này ý chí đáng sợ. Mặc dù khí tức có chút âm u lạnh lẽo, nhưng tuyệt đối là một nghịch thiên nhân vật thích hợp ta vô tâm lão quỷ, tiếng Kinh khủng kia ý chí tại Ma Lệ đỉnh đầu sau khi vòng vo một vòng, trong nháy mắt vọt xuống tới, tiếng nhập Ma Lệ cơ thể, ân. Kẻ này thể nội lại có Lixis. Không đúng, kẻ này vậy mà đã bắt đầu cùng Lixis đồng hóa, làm sao có thể? Không tốt. Kẻ này thể nội thế mà nắm giữ dị ma tộc huyết mạch. Đáng chết dị ma tộc thằng nhãi con, chết cho ta. Vô tâm lão quỷ lập tức kinh sợ đứng lên, quanh một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát, càng là muốn nát bấy ý chí. Kiệt kiệt kiệt, nguyên lai là vô tâm lão quỷ ý chí của ngươi, nếu đã tới, cũng đừng đi. Bình Ngọc đột nhiên nở rộ thanh quang, hờ vừa giờ ma quân tà ác âm thanh truyền ra, trong nháy mắt một đạo màu đen cấm chú bao phủ mà ra, chui vào ma lệ thể nội, màu đen lưu quan vận chuyển, phong cấm vô tâm lão quỷ phóng thích ra khí thế, đáng chết, là hờ vừa giờ ngươi dị tộc này giết. Kinh khủng ý chí nổi giận. Bột phát ra đáng sợ sát cơ, nhưng bị hãm hại sắc cấm chú áp chế gắt gao, không cách nào tránh thoát, hừ, viễn cổ một trận chiến, bổn quân mặc dù vẫn, thân thể phá diệt, nhưng linh hồn còn tại, mà ngươi, chỉ còn lại một đạo ý niệm, cũng nghĩ cùng ta tranh phong. Hờ vừa giờ ma quân cười lạnh, trong tươi cười ẩn chứa vô tận sát cơ, trong bình ngọc, tản mát ra lực lượng kinh khủng đem ma lệ khí thế trên người trấn áp, hờ vừa giờ dị tộc, luôn có một ngày, chúng ta tộc chắc chắn bộ tộc của ngươi đồ diệt hầu như không còn. Vô tâm lão quỷ gầm thét lên tiếng, quanh một tiếng, khí thế nát bấy ra, ngay sau đó sức mạnh tịch diệt, hóa thành hư vô, trong đó một đạo tinh thuần khí tức, bị bình ngọc thôn phệ, mà còn dư lại một cổ lực lượng, thì dung nhập ma lệ thể nội. Lệnh ma lệ khí thế trên người, lại lần nữa kéo lên, hừ, cái này vô tâm lão quỷ, cận kề cái chết cũng không nguyện dân ra lực lượng của mình, đáng tiếc, tại bổn quân khống chế, hắn muốn giải dụa, cũng sẽ không có cơ hội. Hờ vờ giờ ma quân cười thằng thạch quá dị, bình ngọc phía trên, tia sáng lưu chuyển, phản phất lấy được to lớn bổ dưỡng, bất quá, cái này thiên ma bí cảnh bởi vì. Này một lần bạo động, đã trở nên cực kỳ không ổn định, nếu muốn rời đi, nhất thiết phải thừa dịp bây giờ, bản ma quân biết được vừa ra khỏi miệng, có thể cung cấp người ta rời đi, bằng không, đem khó khăn lại có cơ hội. Hờ vừa giờ Ma quân nhắc nhở nói, hảo. Ma lệ trên mặt toát ra một tia giải dụa, nhưng rất nhanh kiên định xuống, lần này thiên ma bí cảnh hành trình. Mặc dù chưa từng được cái gì trọng bảo, nhưng đột phá vũ vương cảnh giới đã là thu hoạch khổng lồ, sao không thừa dịp bây giờ cách đi, bá, thân hình thoát một cái, ma lệ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt tiêu thất thiên địa, quan hồn chi địa đánh giết hài cốt cự nhân sau đó, tần trần cùng khô lâu đà chủ nhưng là thu hoạch tương đối khá, trong đó tần trần, tại hài cốt trong cơ thể cự nhân sức mạnh làm dịu. Linh hồn chi lực đạt đến phá hư cảnh giới, một thân tu vi, đăng phong tạo cực, căn cứ vào mèo muôn lớn lời nói, linh hồn phá hư cảnh giới sau đó, chính là thần hồn ly thể, nguyên bản, đối tự thân bài trừ lít xít, cũng không báo bao nhiêu hy vọng, nhưng lúc này, Tần Trần nhưng dù sao tính toán thấy được một tia hy vọng, bất quá muốn nhường linh hồn tiến vào thần hồn ly thể cảnh giới. Đầu tiên, là muốn đem nhục thân tu luyện tới không lỗ hổng cảnh giới, bây giờ ta bất diệt thánh thể đã đạt đến lục trọng, căn cứ vào phỏng đoán, bất diệt thánh thể đệ thất trọng, hẳn là còn không phải không lỗ hổng cảnh giới, chỉ là không biết đệ bát trọng vẫn là đệ cửu trọng, mới thuộc về không lỗ hổng cảnh giới. Tần Trần trầm tư, đồng thời chữa thương mà ở hắn chữa thương thời điểm, một bên khô lâu đà chủ, lại tại điên cùng thôn vệ cái kia ma chủ trong xương cốt tản mát đi ra ngoài lực lượng đáng sợ, đã mất đi oan hồn khí chèo chống, cái này còn sót lại mấy vạn năm ma chủ hài cốt, cũng cuối cùng đi đến cuối con đường, phía trên lộng lẫy tán đi, có bản nguyên lực lượng tan biến, mà khô lâu đà chủ liền đang hấp thu những thứ này bản nguyên lực lượng. Mở rộng tự thân, kèm theo một chút xíu tinh thuần sức mạnh dung nhập, khô lâu đà chủ trên người hài cốt, lưu quan bốn phía, ẩn ẩn hiện ra một tia ngân quan, lộng lẫy lưu chuyển ở giữa, khí thế kinh người, đây chính là ma chủ đại nhân hài cốt A, thời đại viễn cổ, tại ma chủ trước mặt đại nhân, ta vẻn vẹn một sâu kiến, không nghĩ tới lần này, có thể thôn vệ ma chủ đại nhân hài cốt tinh hoa. Khô lâu đà chủ nội tâm đang reo hò, loại chuyện tốt này, hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, đây hết thảy, còn nhờ vào tầng trần, đổi lại là một mình hắn tới đây, dù là biết rõ cái này ma chủ hài cốt đối với hắn có đại bổ chi khí hắn cũng không có năng lực thu hoạch mà phía trước cái kia có thể dễ dàng gạt bỏ hắn hoang hồn chi chủ lại bị tần trần cường thế chém giết làm hắn rung động vạn phần ba ngày sau tần trần trước tiên dừng lại tu luyện đứng dậy trên thân chật vật thương thế bây giờ không ngờ khỏi hẳn toàn thân tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ mặc dù không từng bước vào thất giai tam trọng nhưng nếu luận mỗi về khí thế lại sao vậy thất giai tam trọng vũ vương đều chỉ mạnh không yếu đáng sợ hơn hay là hắn linh hồn cùng tinh thần lực đề thăng làm hắn trong lúc phất tay đều ẩn chứa khó lường thần uy phản phất trưởng khống thiên địa đại đạo làm cho người kính phục không tệ không tệ mèo môn lớn lần này nhờ có ngươi nhìn về phía mèo môn lớn tần trần mắt lộ ra cảm kích lần này nếu không phải mèo môn lớn hỗ trợ chỉ lấy một mình hắn chi lực muốn đánh giết hài cốt cự nhân gần như không có thể. Lúc trước trong chiến đấu, mèo mung lớn công kích linh hồn, đưa cho hắn trợ giúp thật lớn, chính là bởi vì mèo mung lớn kiềm chế, mới có thể làm hắn nhất cử đánh trúng hài cốt cự nhân, hừ, chuyện nhỏ mà thôi. Mèo mung lớn ngạo nghễ nói, phản phất cũng không phải cái đại sự gì đồng dạng, đồng thời ánh mắt hồ nghi nhìn xem tầng trần, bất quá, cái kia oan hồn chi chủ trước khi chết nói lên một lần là ngươi đã quấy rầy hắn ngủ say, lần này cũng là ngươi lại là cái gì ý tứ mèo mung lớn ánh mắt ngưng trọng ánh mắt lấp lóe tần trần sững sờ hắn cũng nhớ tới quan hồn chi chủ trước khi chết lời nói nói thật ta cũng rất tò mò bản thiếu là lần đầu tiên tiến vào thiên ma bí cảnh làm sao có thể quấy nhiễu hắn hai lần tần trần mày nhăn lại quan hồn đứng đầu cũng làm hắn không hiểu ra sao hừ nhìn ngươi trên người xương quốc niên linh vừa vặn mới 18 tuổi a à. Mười tám năm trước, ngươi nên còn tại trong bụng mẹ, nếu như không phải là bởi vì cái này, bản hoàng thậm chí hoài nghi cái kia mười tám năm trước tiến vào thiên ma bí cảnh, lấy đi trấn giới châu nhân chính là ngươi. Mèo mung lớn rầu rỉ không vui đạo, nó đối với trấn giới châu tung tích, mười phần nhớ nhung. Bất quá, quan hồn chi chủ chính là từ quan hồn chi khí ngưng kết, nó nhận thức là căn cứ vào khí thế, mà không phải là dung mạo, nói như vậy quan hồn chi chủ đã từng thấy qua chính là cái kia người cùng ngươi ở đây về khí thế hẳn là rất giống nhau bằng không không có khả năng đem ngươi nhận sai mèo mung lớn lại nói tần trần im lặng cùng mình khí thế tương tự chẳng lẽ là mình kiếp trước từng tiếng vào thiên ma bí cảnh căn bản một chút ấn tượng cũng không có đang hoài nghi ở giữa liền nghe răng rắc một tiếng cách đó không xa cái kia ma chủ hài cốt bởi vì sức mạnh chảy hết trong khoảnh khắc nát bấy thành đầy mà mảnh vụn xương cốt, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ, từ khô lâu đà chủ trên thân truyền ra, quanh, hư không chấn động, khô lâu đà chủ quanh thân, ẩn ẩn có một cổ đáng sợ không gian lực lượng lưu chuyển. Một thân xương cốt, vậy mà hiện lên ám kim chi sắc, tản mát ra ngập trời chi uy, ân. Không gian lực lượng Khô lâu đà chủ khôi phục bát giai võ hoàng tu vi. Tần trần cùng mèo mung lớn chấn kinh xem ra, ha 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 ha, Ma chủ đại nhân không hổ là ma chủ đại nhân, bản tọa tu vi cuối cùng khôi phục lại bát giai võ hoàng cảnh giới, ra ngoài ý định. Vang vọng tiếng cười to vang lên. Khô lâu đà chủ toàn thân bột phát kinh khủng sát ý, toàn bộ thân hình giống như ma thần đứng ngạo nghễ, một đôi u lãnh đồng tử, hàng quan lấp lóe, thâm thúy đáng sợ trên người hắn, hào quang màu vàng sậm lưu chuyển, xương cốt phía trên thậm chí có phù văn hiện lên này khô lâu đà chủ cả người liền như là một tôn ma thần đứng ngạo nghễ toàn thân trên dưới bột phát ra so thời kỳ cường thịnh còn muốn đáng sợ bên trên gấp mấy lần uy áp hắn quay đầu ánh mắt ngưng thị tần trần u lãnh trong hai con ngươi ánh sáng lóe lên thâm thúy u ám trong lúc nhất thời tràn diện lập tức ngưng trệ bầu không khí trở nên mười phần quỷ dị tại đột phá phía trước tần trần tự nhiên có thể trấn áp lại khô lâu đà chủ nhưng bây giờ khô lâu đà chủ đã khôi phục lại võ hoàng tu vi, thực lực so với ngay từ đầu, tăng lên đâu chỉ mấy lần, dưới loại tình huống này, chân chính chém giết, tần trần lại nghĩ trấn áp lại khô lâu đà chủ, gần như không có khả năng, nhất thời làm khô lâu đà chủ tâm tư Phật phù lên. Ánh mắt của hắn lấp lóe, ai cũng không biết nội tâm của hắn, đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn mẹ nó, chỉ ngươi chậm nhất, tất nhiên khôi phục, còn không mau đi. Đúng lúc này, mèo mung lớn thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở khô lâu đà chủ đỉnh đầu, đặt mông ngồi xuống, tốc độ nhanh, khô lâu đà chủ thậm chí không kịp phản ứng, không gian na di. Khô lâu đà chủ lập tức giật mình một cái. Lấy khắc tám giai võ hoàng tu vi, hơn nữa nắm trong tay nhất định không gian lực lượng, vậy mà chưa từng bắt được mèo mung lớn dấu vết, cái này mèo mung lớn rốt cuộc là lai lịch ra sao, trong lòng hồi hộp. Sau đó khô lâu đà chủ liền thấy tầng trần ánh mắt, bình thản lạnh nhạt, thậm chí mang theo một tia nhìn xuống trong đầu, cái kia diệt hồn ẩn 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 lưu chuyển, làm hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn có loại cảm giác, cho dù là hắn đột phá võ hoàng cảnh giới, nhưng đối phương chỉ cần một cái ý niệm, đồng dạng có thể đem linh hồn của hắn trong nháy mắt phai mờ, sau lưng toát mồ hôi lạnh, khô lâu đà chủ khí thế trên người trong nháy mắt thu liễm, sau đó cung kính đi tới tầng trần trước mặt, hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Rất tốt. Tần trần một hàm thâm ý. Nụ cười ôn hòa, đưa tay vỗ vỗ khô lâu đà chủ bả vai, vẫy tay một cái, mang theo kinh khủng linh hồn chấn nhiếp, khô lâu đà chủ khung xương bỗng nhiên nhoán một cái, màu vàng sậm khô lâu đỡ suýt chút nữa không có tảng, khô lâu đà chủ là đột phá, nhưng tần trần linh hồn chi lực, cũng theo đó đột phá, hắn muốn tranh đoạt tần trần thống chế, không khác người si nói mộng. Vài ngày sau, di tích cung điện, hoang vu trong cung điện, mười phần vắng vẻ, vô số cường giả, nhao nhao khoanh chân ở đây, cảm ngộ thiên địa ý chí, rầm rầm rầm, cái này một cái cường giả trên thân, mỗi cái kỳ thực bất phàm, trong đó rất nhiều người, đều được viễn cổ ý chí tẩy lễ, tu vi ở trong chớp mắt có đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là Lý Huyền Kỳ, tái lạc xuyên chờ bảy đại vương triều lão tổ. Xem như toàn bộ bách triêu chi địa tiến vào thiên ma bí cảnh người mạnh nhất, bọn hắn tự nhiên cũng nhận không ít viễn cổ ý chí ưu ái, bây giờ trên người mấy người cơ hồ mỗi cái khí tức bành trướng, một chút xíu không gian lực lượng, tại mấy người bên cạnh thân lưu chuyển, thế mà tất cả đều từ thất giai đỉnh cao tầng 3 bước vào đến rồi nửa bước võ hoàng cảnh giới. Đây vẫn chỉ là bởi vì bọn hắn nội tình quá thấp, đối không gian lực trưởng khống, còn chưa tới tự nhiên tình cảnh. Một khi chờ bọn hắn đối không gian chi lực đạt đến nhất định trưởng khống, hơn nữa có đầy đủ tài nguyên, liền có thể nhất cử bước vào võ hoàng cảnh giới, trở thành bách triêu chi địa chí cao vô thượng võ hoàng cường giả, không chỉ có là bọn hắn. Khác các đại vương triều cường giả, lão tổ, cũng là tiến bộ cực lớn, như thiên kiếm tông vạn kiếm nhất, huyền âm cốc hoa vân phượng, thiên cơ các thượng quan lộc, đang các triệu thiên sinh chờ nguyên bản tại thất giai trung kỳ tột cùng vũ vương, bây giờ có không ít đều bước vào thất giai tam trọng cảnh giới, trở thành bách triêu chi địa cự phách vậy tồn tại. Thậm chí ngay cả huyết thủ vương cùng lưu thái lão tổ cũng theo đó đột phá, bước vào thất giai tam trọng, có thể nói là thu hoạch cực lớn, đến nỗi trác thanh phong bọn người, cũng mỗi cái bước vào thất giai trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa lấy được ý chí truyền thừa bọn hắn, cơ hồ tiền đồ vô lượng, cái này khiến tràn thượng một nhóm người này kích động vạn phần, nhưng là lẫn nhau cảnh giác, một lần này thiên ma bí cảnh hành trình. Thu hoạch quá khổng lồ, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trong vòng 10 năm, toàn bộ bách triêu chi địa rất có thể đem thêm ra mấy cái võ hoàng cường giả, một đám thất giai tam trọng vũ vương cường giả, cái này ở toàn bộ bách triêu chi địa trong lịch sử còn thuộc về lần đầu, đến lúc đó, toàn bộ bách triêu chi địa sắp đối mặt biến động thật lớn, tuyệt không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Mà lớn nhất thu hoạch giả, chắc chắn là tràng thượng đại đường vương triều Lý Huyền Kỳ, Long Nguyên vương triều Tái Lạc Xuyên, vương triều Đại Thương Thương Trụ, nguyên đế vương triều Ngô Thần Sĩ đại vĩnh vương triều bùi đông hành cái này ngũ đại lão tổ chưa rơi xuống thượng đẳng vương triều chỉ cần trong đó có người trước tiên đột phá bát giai võ hoàng liền có thể bồi dưỡng một cái đáng sợ hoàng triều mà đáng buồn nhất nhưng là đại càng vương triều cùng đại ly vương triều bởi vì lão tổ đinh thiên thu cùng ly thương vẫn lạc cái này hai đại vương triều rất có thể sẽ bị nuốt hết sau đó biến mất ở bách triêu chi địa trong lịch sử chư vị nơi đây đã vô sự chúng ta trước hết cáo từ đem di tích cung điện lật cả đáy lên trời, nhưng như cũ không có gì thu hoạch sau đó. Đại Vĩnh Vương Triều Bùi Đông Hành, Đại Ly Vương Triều Thương Trụ, cùng với Nguyên Đế Vương Triều Ngô Thần Sĩ bọn người, nhau nhau mang theo thủ hạ, cáo từ rời đi, trừ cái đó ra, huyền âm cốc hoa vân phượng bọn người, cùng một chút trung đẳng vương triêu chi người, cũng đều nhau nhau rời đi. Dù sao phía trước tất cả mọi người là bởi vì huyết ma giáo khô lâu đà chủ mới liên hợp cùng một chỗ, bây giờ nguy cơ giải quyết lòng của mỗi người tưởng nhớ tự nhiên là trở nên bất đồng đặc biệt là tại thu hoạch to lớn như vậy phía dưới có rất ít người còn có thể bảo trì bình thường chi tâm trác thanh phong nam cung ly hai người các ngươi phải chăng đi theo chúng ta cùng nhau rời đi bao quát đang cắt các chủ triệu thiên sinh huyết mạch thánh địa hội trưởng khương vô nha cũng là hỏi thăm khi biết trác thanh phong bọn hắn cam nguyện lưu lại sau đó cũng không giữ lại mà là nhau nhau quay người rời đi, bây giờ bọn hắn thu hoạch cực lớn, mỗi cái đột phá thất giai tam trọng, hơn nữa tinh thần lực cũng có tăng trưởng, khẩn cấp muốn trở về đề thăng riêng phần mình lĩnh vực tu vi, hơn nữa suy nghĩ trở lại Bắc Thiên vực, tự nhiên không muốn ở đây chờ lâu, ngược lại là khí điện điện chủ các lão. Nhưng là lưu lại, bản thân hắn chính là Bách Triêu chi địa người, tâm không có chí lớn, niên linh cũng lớn, đối với đi tới Bắc Thiên vực cũng không lớn đặc biệt ý niệm cũng không triệu thiên sinh bọn họ truy cầu trừ cái đó ra đại đường vương triều lý huyền ki long nguyên vương triều tái lạc xuyên hai đại lão tổ cũng vẫn như cũ cùng lưu thái bọn người lưu lại có lẽ bọn họ là đang đề phòng khô lâu đà chủ đi mà quay lại lại hoặc là có những thứ khác chờ mong cái kia tần trần đơn thương độc mã đuổi bắt khô lâu đà chủ cũng không rõ huống hồ như thế nào khi trước thiên địa dị tượng không biết phải chăng là cùng bọn hắn có liên quan cái kia huyết ma giáo khô lâu đà chủ mặc dù trọng thương nhưng dầu gì cũng là huyết ma giáo đà chủ hơn nữa hướng về phía thiên ma bí cảnh hết sức quen thuộc tần trần tùy tiện đuổi theo e rằng nguy hiểm trọng trọng a à, cũng không biết tình huống như thế nào một đám người nhìn ra xa di tích bên ngoài nỉ non lẩm bẩm từ nội tâm chỗ sâu lưu lại tất cả mọi người đều rất kính nể tần trần nếu không phải tần trần bọn hắn đã sớm lúc trước chết tại đây di tích cung điện bị khô lâu đà chủ chém giết, hóa thành máu tươi, hơn 10 ngày, một chút tâm hơi cũng không có. Lưu thái bọn người hoặc nhiều hoặc ít có chút lo nghĩ, mặt lộ vẻ sầu lo, nếu như không phải bọn hắn không biết tần trần đi nơi nào, bây giờ chỉ sợ sớm. Video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng